Xin chào tất cả mọi người đang xem video của Nhân Vlog 1989 nha. Em xin kính chúc cho anh chị em cô chú mình xem video vui vẻ, công việc của mình làm thuận lợi, luôn luôn bình an trong cuộc sống nha. Trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ là mọi người một cái đề tài mà có lẽ là rất là nhiều anh chị em cô chú mình đang chuẩn bị làm hồ, hoặc là ở nhà mình có hồ rồi, mọi người sẽ cực kỳ quan tâm. Đó là cá của mình bị nhát người nè, nằm đáy rút gốc, và đặc biệt là cái bộ lọc của mình á, xử lý nước không có được tốt, nước nó bị cái tình trạng là luôn trong cái vấn đề là bị đục á cả nhà. Và một cái thời gian trên một tháng rồi, mình không biết cái cách là khắc phục như thế nào, thì mọi người có thể là xem hết video này của Nhân nha. Trong video ngày hôm nay thì mình mời anh chị em cô chú cùng như là Nhân sẽ về tỉnh Đắk Lắk, mình ghé nhà của em Phúc để mình tham quan cái mô hình hồ của mình tầm cỡ khoảng gần 2 khối thôi. Và cái vấn đề mình muốn chia sẻ ở đây đó là cá của mình bị như thế nào mà nó không có dạng người. Nói về cái vấn đề cá nó không dạng người á, thì thật sự có nhiều bạn sẽ cho rằng là cá Việt của mình, cái nết của nó như vậy, và nên đổi chuyển sang cá F1 với là cá Nhật. Thì cái này nó chỉ đúng một phần thôi cả nhà. Nhưng mà cái điều mấu chốt ở đây đó là nó nằm ở ngay chỗ cái môi trường sống nha. Có nghĩa là cái hồ của mình hoạt động và cái bộ lọc của mình nó xử lý nước chưa có được tốt. Thì khi mà nước không được tốt á, cá Việt hay là cá Nhật gì cũng vậy, nó cũng sẽ rất là khó dạng người nha. Nó thuần giống như những cái hồ mà mình chia sẻ lên kênh. Mọi người thấy là những cái video mình chia sẻ hồ lên kênh á, để cá của mình dạng người, ăn trên tay, nó không nằm đáy đúng gốc, thì cái chất lượng nước cực kỳ quan trọng. Thì cái mấu chốt mình muốn chia sẻ là mọi người, đó là mình hãy quan tâm đến ngay chỗ cái phần lọc của mình. Mà cái mấu chốt ở đây đó là cái môi trường sống, có nghĩa là tạo cho cá một cái môi trường sống. Thì cái việc mà mình huấn luyện cá Việt F1 hay là cá Nhật gì á, nó cũng sẽ cực kỳ dễ dàng nha. Như mọi người cũng thấy là cá trong hồ của em Phúc ở đây, thì khi mà mình cho ăn nó bơi lên mặt nước, thậm chí là mình cho ăn đã mút tay rồi, thì không phải là tự nhiên mình mua về cá của Phúc được như vậy đâu mọi người. Cách đây một cái thời gian hơn một tháng thì mình nhận được tin nhắn của Phúc nhắn qua cho mình với cái nội dung là cá trong hồ của Phúc á, nó cực kỳ nhát người nha cả nhà. Có nghĩa là Phúc lại ngay hồ của mình, nó cứ bơi dưới đáy, nó bơi cực kỳ nhanh và chưa một lần ăn trên tay, chưa một lần bơi lên mặt nước ăn. Thì sau khi anh em trao đổi với nhau thì mình có đưa ra cho Phúc một vài cái gợi ý, và đến thời điểm hiện tại bây giờ nói chung là trên 80% rồi. Chỉ cần mình dành cái thời gian mình huấn luyện tầm có khoảng 1 tuần 10 ngày nữa thì cá trong hồ của Phúc sẽ dạng người thôi. Thì bây giờ ở đây mình chia sẻ một vài cái thông số hồ của em Phúc ha, sau đó mình sẽ nhờ Phúc chia sẻ lại cho mọi người xem coi là cái khoảng thời gian đầu cá trong hồ của Phúc nó gặp cái vấn đề gì, và nước trong hồ của mình nó có được trong đẹp giống như vậy hay không anh em nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây là hồ của Phúc cách đây một tháng nè mọi người. Lúc này là Phúc đang xử lý bằng tím nha, tại vì nước trong hồ của mình nó cực kỳ dơ. Sau đó mình có gợi ý cho Phúc là thôi bỏ hết nước trong hồ ra, mình cho nước mới vào. Ngay chỗ cái phần lọc á, thì lúc đó Phúc xài cái bơm nó tương đối là cũng hơi yếu so với lại cái hồ của mình. Tại vì hồ này của mình ở đây chiều dài là 2m2, chiều ngang thì mình lấy trung bình á, nó tầm cỡ khoảng 1m4. Và mực nước trong hồ thì Phúc đang để tầm cỡ khoảng là 50. Như vậy là hồ này của mình nó tầm cỡ khoảng gần khối rưỡi nha. Cá thì như mọi người thấy là hầu như nó không bơi, nó chỉ nằm một góc thôi. Thì sau đó mình có gợi ý cho Phúc là tăng bơm. Tại vì tổng bơm của mình ít nhất phải là 10.000 cho cái hồ tầm cỡ khoảng 1 đến 1,5 khối á, nó hoạt động có hiệu quả. Thì sau khi Phúc tăng bơm rồi mình xử lý bằng tím á cả nhà, thì đây là cái hiện trạng hồ của mình thời điểm hiện tại. Có nghĩa là nước nó trong hơn rất là nhiều, và cá thì nói chung nó cũng không có được dạng lắm. Mình vừa mới cải thiện thôi, thì cần phải cái thời gian khoảng cỡ 1 tuần đến 2 tuần nữa mình huấn luyện. Nói chung thì mình cũng đã làm rất là nhiều cái video hướng dẫn cho anh em cái cách mình huấn luyện nó quen bóng người rồi. Có nghĩa là mình chỉ cần đứng gần ngay chỗ thành hồ đó, khoan cho nó mút tay đã, mình ra mình cứ thả từng hạt xuống. Số lượng cá trong hồ của mình tầm cỡ khoảng 20 con. Thì khi mà mình thải cái thức ăn xuống như vậy á, con cá nó quen cái mùi thức ăn đó cả nhà, nó lên mặt nước của mình nó dành ăn. Rồi mình tập cứ sáng, trưa, chiều, tối lúc nào ra cũng vậy. Thì dần dần 1 tuần, 2 tuần có thể là không quen, nhưng mà khoảng 1 tháng, 2 tháng thì cá của mình bắt đầu nó quen rồi. Thì lúc này mình sẽ cho cá của mình nó mút tay nha. Đó thì cái cách mà nói chung là Phúc huấn luyện hay bây giờ đã trên 70%, 80% cá dạng rồi. Nhưng mà cá Việt thì không thể nào mình đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nó không thể nào cái nết của nó giống như cá F1 hoặc là cá Nhật được, nó ăn hổn lắm. Thì mình huấn luyện thì tầm cỡ khoảng thời gian nữa thì chắc chắn là cá trong hồ của Phúc sẽ dạng người thôi. Và cái mấu chốt trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ là mọi người á, khi mà mình phát hiện cá trong hồ của mình nó bị cái hiện tượng nằm đáy giống như cá trong hồ của Phúc, thì mọi người cần phải xử lý liền nha. Nghĩa là mình kiểm tra ngay chỗ phần lọc của mình xem coi là nó xử lý nước tốt hay không, rồi cái bộ lọc của mình, vật liệu lọc nó có đủ chưa, rồi ngay chỗ cái phần bơm, ví dụ như bơm của mình nó yếu quá thì mình tăng bơm, đừng để tình trạng giống như của Phúc ở đây, hồ tầm cỡ khoảng gần khối rưỡi, xài cái bơm 4.000 hoặc là 5.000 chắc chắn 100% không bao giờ nó tải đủ cho cái hồ tầm cỡ khoảng trên một khối nha cả nhà.
Thì bây giờ ngay giữa cái phần lọc của Phúc á, mình vận hành như thế nào nè, rồi trong cái quá trình mình thay đổi như thế nào, mình sẽ nhờ Phúc ha, sẽ chia sẻ luôn để cho mọi người xem coi là sự thay đổi của Phúc như thế nào nha. Xin chào tất cả mọi người, đây là hộp của em đang trong quá trình hoạt động ổn định được 3 tháng sau quá trình nhiều lần sửa chữa. Hiện thời nước trong cá khỏe. Và đây là tình trạng hồ. Hồi trước khi sửa chữa, cá luôn trong tình trạng ngứa mình, đỏ mình, nằm đáy, rút gốc, nhát người do chất lượng nước không được ổn định. Và sau khoảng thời gian theo dõi kênh TikTok và YouTube của anh Nhân Vlog 1989 hướng dẫn, và em đã áp dụng cải tạo sửa chữa hồ của mình. Và sau đây em cho mọi người xem, đây là hồ sau khi sửa chữa. Và kế tiếp là ngăn lắng và dàn ba ki. Em quyết định đập thông ngăn và xếp chổi, xi mắc, lưới lan, kính. Em sử dụng bơm 6.000 và bơm 4.000, 6.000 đưa lên dàn ba ki và 4.000 đưa ra thổi luồng. Ngăn cuối cùng em sử dụng sứ thanh và sứ viên. Ngăn thứ hai là đồng vũ. Ngăn thứ ba là đá nhâm thạch. Ngăn cuối cùng là em sử dụng nước bơm thổi lên để sục ngăn canet. Bên kia là đá để dùng trồng cây. Trong hồ là gồm khúc mặt 27 và khúc đáy 60. Vừa rồi thì Phúc đã chia sẻ là mọi người cái quá trình mà Phúc cải tạo nâng cấp hệ thống lọc hồ của mình anh em nha. Bây giờ ở đây mình sẽ mô tả lại một lần nữa để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn. Ban đầu thì Phúc xài hút đáy của mình là 60, hút mặt của mình là 27. Ngăn lọc ở đây thì Phúc làm tương đối nó hơi nhỏ nha, cộng như là cái vách ngăn nữa, nên là nước của mình nó không có đủ cái thời gian không gian nó lắng lại, nó dẫn đến cái tình trạng là phân bị nát lại ngay chỗ ngăn bơm. Và sau đó hai anh em thống nhất với nhau sẽ bỏ cái phần vách ngăn á, mình chỉ làm một ngăn thôi, mình sắp vào liều lọc cho nó dày lại ngay chỗ ngăn bơm, thì mình bổ sung thêm một cái bơm 6.000. Như vậy là tổng bơm của mình hiện tại bây giờ là 10.000. Một bơm 4.000 thì mình cho ra làm luôn, và một bơm 6.000 mình cho lên ngay chỗ dàn ba ki, tiếp tục qua những cái vật liều lọc lọc nước, sau đó sẽ trả về hồ vừa làm luôn, cũng như là cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Thì đây là cái quá trình mà hiện tại bây giờ Phúc đang vận hành hệ thống lọc. Thì thông qua video này cũng như là hồ của Phúc á, mình muốn nhắn gửi một điều để mọi người ai đang chuẩn bị xây hồ mới á, lưu ý giùm cho mình ngay chỗ cái phần mà xây ngăn lọc á, có không gian thì mình làm nó lớn tí xíu, còn nếu mà không có không gian á, mình làm một ngăn thôi, không nhất thiết là chia 2 ngăn 3 ngăn, quá nhiều ngăn nhưng mà quá nhỏ đi, không có cái không gian thì nó lọc nước không được tốt nha. Cái thứ hai nữa là mình lựa chọn bơm cho nó phù hợp với lại cái thể tích nước hồ của mình. Những cái hồ mà làm lọc theo phương pháp truyền thống á, không thể nào 1.5 mà mình xài cái bơm 4.000 5.000 nó đạt yêu cầu đâu, không có đâu cả nhà, nước nó không có được sạch mà cá của mình lâu ngày nó sẽ bị bệnh á. Anh em xài ít nhất là phải 10.000 cho đến 15.000 cho cái hồ chánh của mình, tầm cỡ khoảng 1 đến 1.5 khối nha. Thì đó là cái mình lưu ý để ai đang chuẩn bị sổ hồ mới thì mình có thể là tham khảo. Ngày hôm nay thì mình cùng với lại Phúc đã giới thiệu là mọi người một cái mẫu hồ 1.5 khối dễ thương, cái quá trình mình cải tạo nâng cấp hệ thống lọc cũng như là huấn luyện cá dạng ngơi. Thì mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được một phần nào đó cho anh chị em của chú mình đang chuẩn bị làm hồ mới nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh Ám Phúc, anh cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của Phúc là mang ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nhé. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Phúc chia sẻ nào hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình để có cái tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.